Lần đầu tiên Phúc có mặt trong vườn cúc mâm xôi. Mà đây không phải là mâm xôi thường đâu nha cả nhà, mà đây đó chính là mâm xôi Hàn Quốc nha cả nhà ơi. Thì đây cả nhà, một chậu cúc mâm xôi Hàn Quốc em đang giới thiệu cho cả nhà mình nha. Sau một khoảng thời gian thích nghi với cái thổ nhưỡng cũng như là với khí hậu ở đây, một cái nắng hơi ôn hòa một xíu, có khi nắng gắt, có khi mưa to, thì lúc này cây cúc mâm xôi Hàn Quốc cũng đã có được một cái giống mà nó quen với cái thổ nhưỡng ở đây và nó đã chắc ăn là nó sẽ nở hoa nha cả nhà. Và đây là hàng Tết Tây cho bà con cô bác nào mà mình trang trí, cũng như hàng Tết ta hiện tại nó cũng vừa mới là xe đầu, rất là đẹp luôn nha quý anh chị. Hàng rất là bắt mắt, nó có màu tím nè, rồi nó có màu cam, rồi nó có màu đỏ, nguyên một dải hoa đang lấp lánh trước màn hình quý anh chị bà con cô bác mình xem. Cái không gian như thế này thật là tuyệt vời hết cả nhà. Và người dân họ sẽ ưu tiên cái việc đó là trồng trên vàng thì sẽ tiết kiệm được cái phần đó chính là bên em tưới nước là có